Bạn đã đến với kênh của mình ha, thì video phần 2 này mình sẽ tiếp theo câu 85 ôn tập lịch sử đảng nha các bạn. Câu 85: theo tinh thần hiệp định Geneva, quân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 năm 54. Câu 86: hội nghị gì các bạn đừng có nhớ, thì các bạn nhớ là miền Bắc xây dựng nền kinh tế trong điều kiện có chiến tranh. Câu 87: địa bàn Nam Bộ mà thực dân Pháp là chiến thuật mạng nhện. Các bạn nhớ nhiều quá, các bạn nhớ không có nổi đâu. Còn cái sự kiện mà Mỹ đem quân ra đánh phá miền Bắc là sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Theo Hiệp định Geneva, nè cái này có hai câu dễ lộn nè. Tiếp quản thủ đô là ngày 10 tháng 10 năm 54. Còn quân đội Pháp và tay sai rút khỏi miền Bắc Việt Nam là 16 tháng 5 năm 1955. Văn bản pháp lý quốc tế các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương là Hiệp định Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954. Tháng 11 năm 1949, Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh, đó là nghĩa vụ quân sự. Câu 92: bài học kinh nghiệm nào rút ra trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là phải đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn lịch sử của cuộc kháng chiến ngay từ những ngày đầu. Đường lối đúng đắn, sáng tạo ngay từ những ngày đầu ha. Câu 93: để ra sức phá hoại Hiệp định Geneva, chính quyền Ngô Đình Diệm đã ra tuyên bố gì là biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17? Câu 94: quan điểm cho rằng hiện nay đế quốc Mỹ là kẻ thù chính. Đế quốc, nếu mà các bạn thấy câu đế quốc Mỹ là kẻ thù chính, đó là hội nghị trung ương lần thứ 6 vào tháng 7 năm 1954. Hội nghị trung ương lần thứ 6 ha. Ngày 4 tháng 12, cái này các bạn khỏi nhớ. Quốc hội khóa 1 thông qua luật, đó là luật cải cách ruộng đất. Kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa 1 là luật cải cách ruộng đất. Nhằm chống lại những hành động chống phá Geneva, Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi là gì? Bắc Trung Nam đều là bờ cõi của ta. Nước ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào ta, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng. Câu 97: chủ tịch mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là Nguyễn Hữu Thọ. Câu 98: trong chủ trương hội nghị Bộ Chính trị diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 1961 và tháng 2 năm 1962. Ở cái này các bạn đừng có quan tâm, các bạn nhớ cho mình là vùng nông thôn đồng bằng là sẽ kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang, còn vùng đô thị sẽ đấu tranh chính trị, còn vùng rừng núi sẽ là đấu tranh vũ trang, còn vùng đồng bằng sẽ là kết hợp hai hình thức. Ngô Đình Diệm đã đưa ra tuyên bố gì khủng bố dã man càn quét miền Nam Việt Nam? Các bạn nhớ Ngô Đình Diệm càn quét miền Nam Việt Nam là đặt miền Nam trong tình trạng có chiến tranh. Câu 100: chính phủ lâm thời quyết định tổng tuyển cử vào quốc hội để làm gì ha? Thì khẩn trương xây dựng, củng cố bảo vệ chính quyền cách mạng. Đây là hết chương 2 ha. Ủa? Chết rồi, nãy giờ mình làm cái chương 2 chứ không phải chương 3. Thì mình sẽ quay lại chương 2 trên đây ha. Đã bị nhầm một xíu rồi. Đây, chương 2 đây. Câu nói ngàn cân treo sợi tóc là sao các bạn tháng 8 ha. Kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam là thực dân Pháp. Sao các bạn tháng 8 là Pháp. Còn năm 1954 là đế quốc Mỹ. Còn quốc tế cộng sản gì đó, kẻ thù quan trọng là phát xít. Hiệp định sơ bộ và bản tạm ước là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nha, và chính phủ Pháp. Kháng chiến kiến quốc, nhiệm vụ quan trọng nhất là củng cố bảo vệ chính quyền cách mạng. Ngày chỉ thị sau khi mà ký hiệp định sơ bộ xong là phải ra chỉ thị gì để
trấn an lòng dân, đó là chỉ thị hòa để tiến. Sau cách mạng tháng 8 thành công, trong nước có những yếu tố thuận lợi nào? Là chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành đảng cầm quyền. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là gì? Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập, thống nhất thật sự cho dân tộc. Thực dân Pháp đánh chiếm Nam Bộ vào đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 9 năm 1945 ha. Mục đích kháng chiến là gì? Có mấy câu này hơi khó. Có mấy câu thì mình có thể thuộc luôn, nhưng mà có ví dụ như mục đích kháng chiến là tiếp tục sự nghiệp cách mạng tháng 8, đánh thực dân Pháp xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, giành độc lập và thống nhất thật sự cho Tổ quốc. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là ngày 6 tháng 1 năm 1946. Tại sao Đảng ta chọn hòa hoãn nhân nhượng với Pháp? Là tại vì để đuổi quân Tưởng về nước và tránh tình trạng đối phó cùng lúc với nhiều kẻ thù. Câu 12, để giải quyết nạn đói. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 ha. Đảng ta phát động phong trào gì? Thì các bạn nên nhớ là nạn đói. Sau cách mạng tháng 8 là phong trào tăng gia sản xuất, mà còn nạn đói mà trước cách mạng tháng 8 là phải phá kho thóc của Nhật. Hai câu này là cái câu từ khóa quan trọng ha. Sau cách mạng tháng 8. Dễ bị sai chỗ này lắm nha. Sau cách mạng tháng 8 là phong trào tăng gia sản xuất, còn trước cách mạng tháng 8 là phong trào phá kho thóc của Nhật. Câu 13, trước sức ép của quân đội Tưởng. Các bạn nhớ số ghế trong cái đề của mình, các bạn nhớ hỏi bao nhiêu ghế thì các bạn nhớ 70 thôi là được rồi. Hiến pháp là 9 tháng 11 năm 46. Lựa chọn giải pháp gì khi Pháp và Tưởng ký hiệp ước với nhau là thương lượng hòa hoãn với Pháp? Sự kiện nào sau đây nguyên nhân trực tiếp? Các bạn nhớ nguyên nhân trực tiếp bùng nổ kháng chiến chống thực dân Pháp là Pháp gửi tối hậu thư đòi tước vũ khí tự vệ Hà Nội để đối phó với cuộc tấn công thực dân Pháp lên Việt Bắc. Các bạn nhớ để đối phó với tấn công Pháp lên Việt Bắc, các bạn khỏi nhớ năm cũng được. Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. Sau khi thực dân Pháp gửi tối hậu thư đòi tước vũ khí tự vệ Hà Nội thì phát lệnh toàn quốc kháng chiến. Các bạn nhớ ở Hà Nội là 60 ngày đấu tranh bảo vệ thủ đô. Mỗi người dân là một chiến sĩ, thì đó là giai đoạn 46 đến 50 của cuộc kháng chiến toàn quốc. Sau khi mà các nước xã hội chủ nghĩa hoặc quan hệ ngoại giao và giúp đỡ Việt Nam thì Pháp là ra sức ngăn cản cái sự chi viện giúp đỡ của xã hội chủ nghĩa. Câu 22, Đảng ta đề ra đường lối kháng chiến toàn diện là kháng chiến trên những mặt trận nào? Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Góp phần sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ ha. Mâu thuẫn chủ yếu giữa của xã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị của Mỹ Diệm là dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ và tay sai. Sau khi thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 15 của Đảng ở miền Nam đầu năm, các bạn nhớ ở miền Nam năm 60 ha, phong trào đồng khởi thì ở Bến Tre. Phương pháp miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền. Này, như nãy mình đã nói, đấu tranh tại vùng rừng núi là lấy vũ trang, còn đấu tranh tại vùng đồng bằng á thì là kết hợp vũ chính trị và vũ trang, còn đấu tranh trong đô thị chỉ là đô thị là chính trị, các bạn nhớ vậy đi. Vĩ tuyến 17 là thuộc tỉnh Quảng Trị, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải ấy. Quan sát giai đoạn, các bạn nhớ từ khóa là cứu vãn nguy cơ sụp đổ chế độ Sài Gòn, đó là chiến tranh cục bộ. Và là các bạn nhớ năm 65-68 chiến tranh cục bộ. Khẩu hiệu chung chống đế quốc Mỹ là tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Câu 32, các bạn nhớ từ khóa 3 mũi giáp công, đó là quân sự, chính trị và binh vận.
tại đại hội đại biểu gì đó, khi đề ra chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đảng ta thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Đại hội đại biểu lần thứ 3 đã bầu ai làm tổng bí thư là Nguyễn Văn Linh. Năm 1960, đại hội đại biểu lần thứ 3 là Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư. Chiến tranh cục bộ là câu màu đỏ này ha. Hội nghị Trung ương lần thứ 11, miền Nam, chủ trương đấu tranh ở miền Nam giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công. Miền Bắc, chuyển hướng xây dựng kinh tế trong điều kiện có chiến tranh. Điện Biên Phủ trên không là 12 ngày đêm cuối năm 1972. Điện Biên Phủ trên không là 12 ngày đêm cuối năm 1972. Còn đánh bảo vệ thủ đô Hà Nội là 60 ngày đêm. Với cuộc tiến công chiến lược năm 1972, buộc Mỹ ký hiệp định Paris. Chiến dịch Hồ Chí Minh 30 tháng 4 dễ nhớ ha. Nếu mà chống đế quốc Mỹ là sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Độc lập chính trị, nhân nhượng về kinh tế với Pháp là tránh đối đầu cùng lúc nhiều kẻ thù. Khắc phục khó khăn về kinh tế sau các mạng tháng 8. Chủ trương là kêu gọi sự đóng góp từ nhân dân, phát động tăng gia sản xuất. Thêm bạn bớt thù là về chính trị. Cái số người mà trong đảng của chúng ta các bạn nhớ là 20.000 người ha, vào thời gian đó. Cái năm thì các bạn không nhớ nổi đâu. Câu nhận xét, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu là khó khăn về văn hóa. Kẻ thù nào đưa ra âm mưu diệt cộng cầm hồ phá Việt Minh là quân đội Tưởng Giới Thạch. Thực dân Anh tạo điều kiện cho Pháp, tại vì thực dân Anh nó sẽ lo ngại về thắng lợi của cách mạng Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến phong trào giải phóng thuộc địa của thực dân Anh ở châu Á. Hệ thống nào trên thế giới phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Đó là hệ thống chủ nghĩa xã hội ha. Phong trào đảng ta phát động chống mù chữ là bình dân học vụ, thực hiện củng cố chính quyền rồi xây dựng bộ máy chính quyền. Trong cái lúc kỳ thi này, các bạn nhớ người dẫn đầu phái đoàn nào cũng là Thủ tướng Phạm Văn Đồng ha. Phái đoàn Việt Nam ở Fontainebleau này cũng là Phạm Văn Đồng, mà ở trong hội nghị Paris cũng là Phạm Văn Đồng. Gạt mũi nhọn hội nghị Geneva chứ. Để gạt mũi nhọn tiến công. Hội nghiên cứu chủ nghĩa Marx ở Đông Dương nha, chứ không phải ở Việt Nam nha. Cái đề nó có thể ghi là ở Việt Nam để đánh lừa các bạn. Hội nghiên cứu chủ nghĩa Marx ở Đông Dương. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp là năm 48. Đầu năm 50 thì các bạn nhớ là các nước sau chủ nghĩa đó là Trung Quốc, Liên Xô, các nước Đông Âu. Một cỗ máy để nghiền Việt Ninh là Điện Biên Phủ. Hoàn cảnh lịch sử, đảng ta triệu tập hội nghị lần thứ hai. Cuộc kháng chiến của Đông Dương giành được thắng lợi, nhưng đế quốc Mỹ can thiệp trực tiếp vào Đông Dương. Thì nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân trong quá trình kháng chiến chống Pháp là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất. Thì quan điểm đối ngoại trong đại hội 2 là Việt Nam của chúng ta sẽ đứng về phe hòa bình và dân chủ, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới, thực hiện đoàn kết Việt Trung Xô Việt Miên Lào. Các bạn nhớ từ khóa là đứng về phe hòa bình dân chủ, tranh thủ sự giúp đỡ của mọi người và cái đoàn kết liên minh Việt Trung Xô Việt Miên Lào. Năm 9, Đảng Cộng sản Đông Dương thì đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam tại tháng 2 năm 1951. Đúng rồi, là hội nghị thứ hai nha. Ai là người dẫn đầu phái đoàn chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa? Này, hồi nãy như mình đã nói là dẫn đầu phái đoàn là cũng là Phạm Văn Đồng. Giấy bạc cụ Hồ là tháng 11 năm 1946. Vì sao chiến dịch Điện Biên Phủ được xem là chiến dịch quan trọng? Tại vì đó là trận quyết chiến chiến lược kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam. Phương châm chiến lược chống Pháp là gì? Toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Quá trình kháng chiến ở Nam Bộ làm thất bại âm mưu của thực dân Pháp,
là kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao. Mấy câu này khó này ha, khó nhớ. Tính chất của cuộc kháng chiến là trường kỳ toàn diện. Thà làm công dân nước tự do gì, cái này dễ ha. Vua Bảo Đại, danh hiệu thành đồng tổ quốc là Nam Bộ. Khi bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, có sự bất lợi tại vì Mỹ là một đế quốc mạnh nhất thời 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 gian đó, thời gian bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, sự bất đồng của Liên Xô và Trung Quốc. Sao chính, Đại hội Toàn quốc lần thứ ba, nhiệm vụ chiến lược tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm thực hiện thống nhất nước nhà. Cái con đường mà trong cái đề thi của chúng ta là đường 559 à. Ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất, còn miền Nam là vai trò quyết định trực tiếp. Vùng đô thị nãy mình nói rồi ha, đấu tranh chính trị, đô thị là chính trị, cho dễ nhớ đi. Cái này phải nhớ năm rồi. Ngày 15 tháng 2 năm 1961 đã diễn ra sự kiện quan trọng, đó là quân giải phóng miền Nam thành lập. Hai là người chỉ huy chiến dịch Xuân 75, Văn Tiến Dũng, hiệp định 1973 có tên gọi là Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, mặt trận Trung Dũng kiên cường toàn dân đánh giặc là Long An, là quê của mình nè. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ở Tây Ninh. Thắng lợi đầu tiên của chiến tranh đặc biệt là áp bắc Mỹ Tho, trong chiến tranh đặc biệt là 18 tháng. Đó là từ giữa năm 1961 đến cuối năm 1962. Nhiên mình chuyên ngành của mình là công nghệ thực phẩm, nhưng mà mấy cái lịch sử này mình nhớ rõ hơn thực phẩm, không hiểu là sao luôn. Rồi hai đặc điểm cách mạng Việt Nam là dân chủ nhân dân ha. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong thời kỳ Hồ Chí Minh là trong chiến dịch Hồ Chí Minh là thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng. Xuất phát từ bài học lấy dân làm gốc, ở Nam Bộ là nêu cao tinh thần thà chết tự do còn hơn sống nô lệ. Thành tựu là tổ chức tổng tuyển cử, ban hành quốc hội. Nè, còn câu 85 này thì mình đã làm ở đầu video rồi ha. Thì đến đây là cũng tạm dừng video về ngân hàng đề chương 2. Chương 2 là cái chương mà từ năm 45 đến năm 1000 đến năm 75 ha. 30 năm. Thì chương 3 mình sẽ làm trong video thì sau, và còn chương 1 nữa. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình ha. Thì mình sẽ chúc cho các bạn thi là đạt được điểm cao. Đầu tiên là phải qua được môn này. Môn này cũng là môn khó nhớ ha. Và phải thi được điểm cao để kéo các môn còn lại lên ha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau.